Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Bão số 4 sắp hình thành trên Biển Đông sẽ sớm ảnh hưởng đất liền miền Trung. Thưa quý vị, trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang cập nhật các bản tin mới liên tục mỗi giờ. Hồi 7 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 là 50-61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Đến 7 giờ sáng mai, 19 tháng 9, bão cách Quảng Trị khoảng 210 km về phía đông-đông nam, cách Đà Nẵng 120 km về phía đông. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Áp thấp nhiệt đới, bão sẽ gây gió mạnh, nước dâng, sóng lớn. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10, 89-102 km/h, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền, từ gần sáng và ngày 19 tháng 9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10, 89-102 km/h, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Đặc biệt, từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, có nơi trên 100 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trước đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50-61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h. Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, gây gió mạnh, nước dâng, sóng lớn. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10, 89-102 km/h, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền, từ gần sáng và ngày 19 tháng 9, vùng gần đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10, 89-102 km/h, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Chiều ngày 17 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển nhanh, vẫn giữ khả năng mạnh lên thành bão trong tối và đêm nay. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, bão số 4, cường độ cấp 8, 9, giật cấp 10, 11. Trong 24-48 giờ tiếp theo, vùng gió mạnh của bão mở rộng đến vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sóng biển cao từ 2-3 m, vùng gần tâm bão từ 3-5 m. Cơ quan khí tượng cảnh báo, khoảng từ chiều tối mai đến ngày 21 tháng 9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 500 mm. Trước diễn biến thời tiết trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát đi cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi, các tuyến giao thông, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế,
từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm là thời gian xác suất bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào khu vực miền Trung nước ta rất cao, làm nước biển dâng, gió mạnh và gây mưa lớn. Đây là những tác nhân gây ra lũ quét, sạt lở đất đá ở khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị, nước dâng gây sói lở ở vùng ven biển, đầm phá của tỉnh. Bão, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất là các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro rất cao, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, đe dọa đến ổn định của các công trình hạ tầng đê đập, đường xá, nhà cửa của nhân dân. Để chủ động ứng phó trước tình hình mưa lũ xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cập nhật cảnh báo các vị trí có nguy cơ rất cao xảy ra trượt lở đất đá vùng đồi núi, gồm một số vị trí trên địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, khu vực Bốt Đỏ, xã Phú Vinh và xã Lâm Đớt thuộc huyện A Lưới. Tại thị xã Hương Trà, nguy cơ cao trượt lở đất đá vùng đồi núi ở các xã phường Hương Vân, Bình Tiến, Hương Bình, Bình Thành. Ngoài ra, tại huyện Nam Đông, 4 vị trí có nguy cơ cao về sạt lở đất ở DDP 1 và 2 thị trấn Khe Tre, thôn 5 xã Thượng Long, thôn Đa Phú, xã Hương Phú. Có 3 vị trí nguy cơ rất cao lũ quét và sạt lở đất ở thôn Gia Hố, xã Thượng Lộ, thôn 2 xã Thượng Nhật, thôn 1 xã Hương Lộc. Hai khu vực dân cư có nguy cơ về lũ quét là thôn Ca Gian, xã Thượng Lộ, thôn Phú Thuận, xã Hương Xuân. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương căn cứ vị trí, cảnh báo, bố trí lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven đồi núi, ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, địa bàn dễ bị chia cắt. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị có công điện gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến áp thấp nhiệt đới và các hình thái thời tiết nguy hiểm để kịp ứng phó. Các huyện ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn, kiểm đếm tàu thuyền tránh trú an toàn, đồng thời rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành công điện đề nghị ứng phó với áp thấp nhiệt đới. Theo đó, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình áp thấp nhiệt đới và mưa lũ có thể xảy ra, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương án phòng chống và khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai năm 2024 trên địa bàn thành phố. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chủ trì phối hợp với Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Đồng thời, tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, tập trung hướng dẫn, đôn đốc tàu cá rời ngay khỏi khu vực nguy hiểm. Thời gian di chuyển rất nhanh khiến cho bão hình thành từ áp thấp nhiệt đới đang tồn tại trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng rất sớm đến đất liền. Tuy nhiên, khi áp sát vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình, bão đi chậm lại, men theo đường bờ biển trước khi vào đất liền, khiến thời gian ảnh hưởng lâu và vùng ảnh hưởng rất rộng. Vào 4 giờ sáng ngày 18 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50 đến 61 km/h, giật cấp 9.
Những giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo trong ngày và đêm ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây-Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 20 km một giờ và mạnh lên thành bão số 4. Đến 4 giờ sáng ngày 19 tháng 9, tầm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 340 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong ngày và đêm ngày 19 tháng 9, khi áp sát vùng biển Đà Nẵng Quảng Ngãi, bão đổi hướng theo hướng Tây Tây Bắc, di chuyển chậm lại khoảng 15 km một giờ men theo vùng biển Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 9, tầm bão trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng. Trong ngày và đêm ngày 20 tháng 9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, đi vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, bão số 4 rất ít khả năng trở thành cơn bão mạnh nhưng lại rất phức tạp và khó lường về đường đi. Vì vậy, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư. Hôm nay có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, 89 đến 102 km một giờ, sóng biển cao 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão 3 đến 5 m, biển động mạnh. Từ gần sáng vào ngày 19 tháng 9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, 89 đến 102 km một giờ, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Do ảnh hưởng của vùng mây trước bão, sau đó là hoàn lưu bão, nên từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Ngoài ra, từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp do mưa lớn cũng như khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.